Chính phủ Israel sụp đổ, Quốc hội giải tán. Chính phủ chia rẽ của Israel đã sụp đổ vào lúc sáng sớm nay, 23 tháng 12, dẫn tới việc nước này phải tiến hành bầu cử lần thứ tư trong chưa đầy 2 năm. Theo AP, chính phủ sụp đổ mang lại mối đe dọa chưa từng có đối với sự nắm quyền lâu dài của thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu, người thường gán cho các đối thủ của mình là phe cánh tả yếu ớt, bất ngờ phải đối mặt với ba cựu trợ lý bất mãn, có chung tư tưởng cứng rắn với mình đứng đầu nhóm chống đối là một nhà lập pháp mới ly khai khỏi đảng Likud của ông Netanyahu. Cho dù nhà lãnh đạo này có thể chống lại những kẻ thách thức này hay không, Israel gần như chắc chắn sẽ được dẫn dắt bởi một chính trị gia cánh hữu, người phản đối nhượng bộ Palestine, làm phức tạp thêm hy vọng tái khởi động hòa đàm của chính quyền sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Triển vọng của khối trung tả Israel dường như tệ hơn so với các cuộc tranh cử trước đó, vì lãnh đạo của khối này, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, đã tham gia vào liên minh với ông Netanyahu. Ông Netanyahu và ông Gantz lập chính phủ liên minh hồi tháng 5 năm 2019 sau khi phải chiến đấu với bế tắc trong ba cuộc bầu cử liên tiếp. Hai chính trị gia này cho biết họ đã gạt sự ganh đua cá nhân sang một bên để thành lập một chính phủ khẩn cấp, tập trung vào việc đưa đất nước vượt qua khủng hoảng y tế và kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, ông Netanyahu và Gan lại kẹt trong một cuộc tranh chấp về việc thông qua một tài sản ngân sách quốc gia chủ chốt nhằm thực thi một thỏa thuận, trong đó ông Gan sẽ tiếp quản chính phủ từ tay ông Netanyahu vào tháng 11 năm 2021. Do họ không thông qua được ngân sách trước hạn chót là đêm 22 tháng 12 nên chính phủ đã sụp đổ. Việc này khiến quốc hội phải tự động giải tán và ấn định ngày bầu cử mới vào cuối tháng 3. Những thông tin mới nhất về tình hình thời sự thế giới sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.